Sau 14 ngày hoàn thành cách ly, hai con hẻm bị phong tỏa vì liên quan đến Hội Truyền giáo Phục Hưng cuối cùng cũng đã được tháo dỡ, khiến cho người dân vô cùng vui mừng. Người dân được tặng hoa để khích lệ tinh thần, tiếp tục chung tay chống dịch cùng với tất cả mọi người. Đây chính là con hẻm có trụ sở sinh hoạt của Hội Nhóm Truyền giáo Phục Hưng và đã ghi nhận hàng loạt ca mắc COVID-19 trong thời gian vừa qua. Đúng 9 giờ cùng ngày, hàng rào phong tỏa được lực lượng chức năng tháo dỡ khiến cho người dân tại đây rất vui mừng. Trong 14 ngày vừa qua, người dân tại đây rất lo lắng, hồi hộp vì nguy cơ lây nhiễm bệnh. Tuy nhiên trải qua 14 ngày giãn cách, người dân vẫn bình an vô sự nên ai nấy cũng phấn khởi chứng kiến giây phút lực lượng chức năng tháo gỡ hàng rào. Mặc dù vậy, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục khuyến cáo đến tất cả người dân nên hạn chế ra đường và tuân thủ các biện pháp phòng dịch trong cộng đồng. Theo như cơ quan chức năng, nơi này đã có khoảng 40 hộ dân sinh sống. Từ 40 F0 của điểm Hội Nhóm Thánh Truyền giáo Phục Hưng, chỉ trong vài ngày, ngành y tế đã truy vết được hơn 300 trường hợp dương tính là F1, F2 và có cả F3. Trong sáng cùng ngày, lực lượng chức năng phường 3 quận Gò Vấp đã thực hiện gỡ phong tỏa hẻm 891/10 Nguyễn Kiệm. Sau khi hẻm này hoàn thành 14 ngày cách ly, hẻm từng ghi nhận trường hợp F1 liên quan đến chùm lây nhiễm trong điểm Truyền giáo Phục Hưng nên đã bị phong tỏa. Người dân được tặng bánh mì để dùng tiếp trong những ngày tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ tại quận Gò Vấp. Hiện tại, tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng. Mỗi người dân chúng ta hãy nâng cao ý thức phòng dịch một cách tối đa nhất có thể. Không nên lơ là chủ quan, hãy luôn tuân thủ đúng nguyên tắc 5K từ Bộ Y tế và cùng nhau chung tay đẩy lùi dịch bệnh nhé.